Đến tham quan tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, du khách sẽ có trải nghiệm mới mẻ về hệ thống vé điện tử. Ưu điểm nổi bật của hệ thống vé điện tử là giúp du khách mua vé online dễ dàng. Khi đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, chỉ cần quét mã QR để đi qua cổng soát vé, đem lại sự thuận tiện cho du khách. Với hệ thống vé điện tử, du khách cũng có thể đặt trước vé, mua vé phục vụ các đoàn khách du lịch đông người, dễ dàng tra cứu lịch sử mua vé, lịch sử sử dụng, tra cứu hóa đơn và lưu trữ vé dưới nhiều hình thức linh hoạt, tránh trường hợp mất vé. Trước đây khi mua vé thì phải xếp hàng, nhiều khi đông thì nó quá tải. Nhưng hiện nay thì đã qua cái việc mà thẻ quẹt và book trên online thì rất vô cùng là thuận tiện và thuận lợi. Cố gắng nỗ lực để xây dựng Văn Miếu Quốc Tử Giám trở thành một cái điểm đến tiêu biểu của thủ đô và phục vụ tốt cái nhu cầu của khách tham quan sau đại dịch Covid-19 và trước hết là phục vụ tốt cho các đoàn khách, các đoàn vận động viên, huấn luyện viên tham dự SEA Games đến Hà Nội. Việc ra mắt hệ thống vé điện tử và sản phẩm chuyển đổi số trong hoạt động du lịch là những nỗ lực của Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám nhằm tạo ra các sản phẩm mới hấp dẫn, giàu tính công nghệ và tiện ích, qua đó nâng cao trải nghiệm của khách du lịch và thu hút du khách đến với Văn Miếu Quốc Tử Giám nói riêng và du lịch thủ đô nói chung. Buổi ngày hôm nay có ý nghĩa rất là quan trọng, nó là gần như là cái bắt đầu sử dụng một cái phương thức thanh toán mới, là chúng ta cũng sẽ chuyển dần sang phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Về sau này khi mà đây cũng là cái điểm đầu tiên, thì sau đấy là chúng ta các cái điểm đến thì chúng ta cũng sẽ liên thông rồi sẽ sử dụng cái việc này, sẽ cái thu phí không dừng gọi là bán vé điện tử, thì nó có ý nghĩa rất quan trọng trong cái việc công khai minh bạch cũng như là trong cái chương trình số hóa cái điểm đến chung của ngành du lịch. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ ra mắt không gian thư quán và tọa đàm thư pháp và graffiti từ khác biệt đến đồng cảm. Buổi tọa đàm đã đưa đến cái nhìn tổng quát và khách quan về hai loại hình nghệ thuật thư pháp và graffiti, giúp đưa hai loại hình nghệ thuật này đến gần với công chúng hơn, mang lại cho người xem cảm giác mới lạ và có cái nhìn về chúng theo chiều hướng tích cực, gần gũi.